chào tất cả các bạn, mình là Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Tiến. Clip này mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai cái kỹ thuật về dao găm. Kỹ thuật thứ nhất đó là chúng ta thoát khỏi cái tình huống mà bị dao găm kề cổ. Và kỹ thuật thứ hai đó là chúng ta sử dụng dao găm để khống chế đối tượng. Đối với kỹ thuật thứ nhất như sau này. Khi chúng ta bị khống chế như thế này, đặt lưỡi dao kề cổ như thế này và tay của đối tượng giữ đầu chúng ta như thế này, thì chúng ta phải thoát ra như thế nào cho an toàn? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn như sau này. Đây, khi chúng ta bị dao kề vào cổ như thế này, tất nhiên là tâm lý nó sẽ khá là hoảng loạn đó, và thậm chí là vít đầu như thế, rất là khó chịu luôn, hoảng loạn luôn, rất là đáng sợ. Thì việc đầu tiên chúng ta đó là đưa tay như thế này, chúng ta đừng có để thả lỏng tay như này, vì chúng ta phải đưa vào đây để tiếp cận cái nguy hiểm đang gây ra cho chúng ta, đó là cái lưỡi dao ở cổ này, cắt một phát là đi luôn này. Đó, chúng ta để đây này. Việc thứ hai, chúng ta luồn tay lên thế này. Đây, luồn một cách bình thường nhé, tự nhiên nhé, đừng có, không cần phải vặn tay như này. Vặn tay này lên rất chậm và rất khó vào vướng. Chúng ta luồn lên thế này. Đây, luồn lên thế này, đồng thời là đây, các bạn nhìn thấy không? Máy quay vào gần. Đây, quay đoạn này thôi. Đấy nhá, khi chúng ta bị thế này này, chúng ta đưa lên này, xoay, chúng ta xoay này, xoay mặt sang đây, máy quay quay góc bên này, đây xoay như này, ok, đây như này, chúng ta đây đang như này nhá, sau đó chúng ta xoay này, đưa tay lên này, đưa bàn tay lên như này, một cách tự nhiên này, xoay mặt sang bên đây, để làm sao cái tay chúng ta đang bảo vệ luôn cái phần này rồi, tay còn lại chúng ta đưa lên này, bắt vào khuỷu này, ok, bây giờ này chúng ta này đẩy cái tay này ra, đẩy cái tay dao này ra này. Nắm lấy nó này, tay này nắm lấy đây này, bắt đầu này, bửa nó ngược ra này, đối tượng sẽ bị rơi ra này. Đó, và chúng ta vặn tay. Đó, vặn tay thậm chí là chèn xuống như này để khống chế này. Đó, bắt giữ luôn. Các bạn hiểu không? Ok, lên. Tôi dẫn lại nhá. Đây, lại một lần nữa cho các bạn dễ hiểu này. Đây, như thế này. Đó, dao kề cổ. Ok, tiếp theo này, chúng ta đưa này, đưa lên này. Đó, rất đơn giản thôi. Việc sọc tay lên này, đang để này này, sọc tay lên một cái, ngửa tay ra đây luôn. Phải nhanh, cái động tác này phải can đảm này, nhanh, mạnh, dứt khoát. Chứ đừng có kiểu là lên này, móc mãi không kịp, đặt vào đây là nó cắt cổ mình luôn rồi, hiểu chưa? Đấy, mình đang như này này. Việc đầu tiên này, ở đây này, cái cuống họng của chúng ta ở đây rất là nguy hiểm. Cắt vào cuống họng là chết luôn này, và động mạch ở đây này. Thế thì chúng ta cần phải xoay, đây, đang để tay như này nhá. Xoay này, đó, xoay phát lên này, là tay này ra này, đó. Đấy, đối tượng có gồng cũng không được vì tay chúng ta ở đây. Và chúng ta che được cái phần cổ của chúng ta rồi này. Tay chúng ta cầm vào đây này, bắt đầu đẩy một cái lực nghịch nhau nha. Đây, cái tay này đẩy ra, tay này thu vào như này. Đó, sau đó là chúng ta vật đối tượng xuống như này. Nếu đối tượng vẫn còn cầm dao ấy, vẫn còn cầm dao, chúng ta vặn tay. Đó, vặn tay mạnh vào. Đó, đó, ok, đối tượng sẽ rơi dao này. Ok, đó, chúng ta vặn như này là đối tượng sẽ bị đau này. Đó, các bạn có hiểu không nhỉ? Đây, cố gắng nhá, cố gắng tiếp thu này và tập đi tập lại nhiều này. Đây, bởi vì sao, cái việc mà khống chế như này này là đối tượng có cái điểm hở là ở đây, thì chúng ta để đây này, chúng ta xoay này. Đấy, các bạn nhìn nhá, mình làm chậm này. Đây, như này các bạn, quay cổ này. Việc đầu tiên các bạn làm là xoay cổ này, mình làm từ từ nhá. Xoay cổ sang, tay này đưa lên chặn vào đây, tay này bắt vào đây này, vặn ra đây này và rứt xuống. Đó, sau đó là vặn. Ok, đó. Đó là trong cái tình huống mà chúng ta bị khống chế bằng dao từ phía sau nhá. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách khống chế đối tượng làm sao mà nó kín, nó tốt như sau này. Hai cái kỹ thuật này nó đối nghịch nhau. Mình vừa dạy giải thoát, mình lại dạy hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà khống chế nó tốt hơn mà không bị vòng tay ra như thế nữa. Hy vọng là các bạn không sử dụng cái việc này, cái kỹ thuật này vào cái việc xấu nhá. Ok, như sau này. Dao chúng ta cầm ngược lưỡi, hay dao cao su nhá. Dao chúng ta cầm ngược lưỡi này, đây ngược vào trong này. Chúng ta đặt dao áp sát cổ này. Tiếp theo này, chúng ta dùng cái chỗ lòng trong của khuỷu này, đây chỗ phần này, chúng ta đặt vào con dao. Đây, chúng ta kê vào đây này, gần như kê vào đây nhá, kê vào bắp tay này.
Đấy, kê vào bắp tay, sau đó chúng ta đặt vào đây. Và chúng ta ghì cổ như thế này, hoặc là như sau. Có một kỹ thuật nữa đây, chúng ta đặt vào đây. Chúng ta bịt mắt, đây ép này, ép cổ này, đây, ép vào như thế này. Ép sâu vào như thế này. Thế thì rất khó để mà thoát ra, bởi vì là thứ nhất là chúng ta phải bịt mắt và bịt mũi, chủ yếu là mắt, để đối phương không nhìn thấy cái gì cả. Và tay chúng ta đang kề vào bắp này rồi thì đối phương có đẩy ra cũng không đẩy được. Đây, luồn tay đi, luồn tay lên như vừa nãy. Đấy, có đẩy ra cũng không đẩy được, bởi vì là dao chúng ta kề vào đây rồi. Đấy, chỉ cần vuốt một phát là, dích một phát là đi luôn rồi. Chính vì thế nên là đây là cái cách mà khống chế và dẫn giải đối tượng là rất là tốt. Đấy, như thế này. Đó, chỉ là chúng ta sẽ dắt đi như này. Đó, dắt đi đâu là tùy chúng ta, là không thể nào mà thoát được khi mà chúng ta kề dao vào như thế này. Rõ chưa? Đó, đây, nhớ nhá, đây này, đặt vào đây này và cổ vào, đặt vào bắp tay. Đấy, đặt vào đây, đặt dao vào cổ này, bắp tay chèn vào này. Sau đó là chúng ta, đấy, dao đang chèn ở bắp tay mà, đây, không thể nào mà thoát được luôn. Đấy, đặt như này, lưỡi vào đây. Đó, không thể thoát được, dao không rút ra được. Đấy, có giật ra, có giật được ra đấy, có đẩy đi, đẩy đi, đẩy giật ra thì cái dao nó vẫn cứa vào cổ rồi. Đấy, rất là kín luôn. Đây là cái cách rất là kinh khủng và tàn khốc khi mà chúng ta dẫn dắt đối tượng như thế này. Phải bịt mắt vào, đó chưa? Đó, không nhìn thấy gì. Đó, còn nếu mà để nhìn thấy gì thì là rất là nguy hiểm. Đấy, ok. Đó, đó là cái chia sẻ về dao cho các bạn. Cái kỹ thuật về dao ấy rất nhiều và rất rộng, nhưng mà quan trọng là chúng ta cần phải xem và chắt lọc những cái kỹ thuật chống dao làm sao cho nó hợp lý. Không phải là những cái thuật mà tay không bắt dao hoặc là tay không mà khống chế dao nào chúng ta cũng có thể mà học theo và làm được, bởi vì là rất là nguy hiểm. Bởi vì là khi mà gặp đối tượng cầm dao ấy, 90% là trên 50% đến 90% người ta đã tước đi mạng sống của mình rồi. Bởi vì là chúng ta không thể là bắt được dao được khi mà người ta là cứ nghĩ là đâm như này. Đây, ví dụ đâm như này, đâm đi, đâm vào đấy, dậy đâm như này, rồi là bắt này, lộn này, vặn tay hay này kia, vặn tay, không, không làm được như thế. Bởi vì là chúng ta chỉ chặn và chúng ta làm gì tiếp theo thôi. Còn đây này, chặn được nhá hay không là một chuyện, bởi vì là dao nó đâm rất là nhanh, đâm rất là nhanh, đâm một phát ở dưới nó lên trên luôn rồi thì không thể nào mà đỡ được, hiểu chưa? Đấy, nó giống như cái đòn đấm của chúng ta là hùm, đấm nó giật về nhanh, không thể nào mà bắt được đâu. Chính vì thế nên là các bạn đừng tập theo kiểu là những cái clip mà hướng dẫn là khiến cho chúng ta bị ảo tưởng sức mạnh khi mà nghĩ là tay không có thể bắt được dao, rất khó. Chính vì thế nên là các bạn cần phải chắt lọc nhé. Clip của mình cũng nghiên cứu rồi và nên là mình mới hướng dẫn, mong là các bạn có thể tiếp thu tốt và luyện tập hàng ngày cái việc mà chúng ta quay cổ này và chúng ta đưa dao ra thế này và bắt lấy và giật xuống ấy, mình cảm thấy nó là thuận tiện, thuận theo tự nhiên và cái khoa học cơ thể con người, nên là các bạn có thể là luyện tập theo và ứng dụng khi mà cần thiết. Nhớ là phải tập, bởi vì là chúng ta sẽ không biết được là cái điều gì sẽ xảy ra đến với chúng ta vào lúc nào và ở đâu. Tất cả mọi việc đều có thể xảy ra, đó, không phải là không xảy ra đâu nhá. Đó, nên là các bạn cần phải luyện tập. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Chúc các bạn thành công.